Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Và như ở tập trước thì Lucy và ông Tiên Tri đã mở được một cánh cửa và bước vào trong thế giới đồ chơi trong bộ phim Toy Story. Các bạn nào đã từng coi phim đó chưa? Các bạn biết trong phim đó có những nhân vật nào không nè? Mấy bạn nhớ viết bình luận cho Lucy biết với nha. Còn bây giờ thì mình cùng mở cánh cửa và đi vào bên trong xem ai đây. Wow, mấy bạn ơi, Lucy bị biến thành tí hon rồi. Lucy lạc vô vương quốc đồ chơi hả ta? Trời ơi, có kìa, đồ chơi Lego, đồ chơi gỗ, cả những quyển truyện tranh nữa. Trời ơi, nó bự hơn bằng Lucy luôn rồi. Mấy cục Rubik nữa nè. Ôi, cái giường. Trời ơi, cái giường nó cao vậy sao Lucy leo lên được ta? Quyển sách nè, bức tranh nè. Wow, ôi Lucy bị biến thành tí hon rồi. Chắc trời giống như những nhân vật đồ chơi ở trong đây quá. Chơi kỳ quá à. Như vậy sao Lucy làm được nhiệm vụ đây ta? Trời ơi nè, cái đường đua nè. Wow, nó bằng gỗ. Ui, còn có những cái tàu lửa bằng gỗ nữa kìa. Ôi, rợt người đâu rồi ta? Sao mình không thấy? Rồi giờ đi lên trên đó bằng cách nào đây? Cao quá vậy ta? Ý, ở đây có một cái rương nè. Tàu đây coi có gì nha. Ui, một cái túi màu hồng luôn. Trời ơi, trong này khó đứng quá. Đã vậy còn có cái con mèo đứng ở đây nữa. Mình không có lấy được luôn á. Wow. Ý, phía trên có một nhân vật gì kìa. Thôi để mình mở túi ra trước đã, xem có gì bên trong nè. Umbalasibur. Wow, một cái giường kẹo. Cái giường hình bằng kẹo nè. Trời ơi, chỉ có giường đồ chơi nó mới có thể làm được những cái hình dáng dễ thương như thế này thôi. Wow, những cái tấm xốp để cho mấy bé chơi mà không bị té nè. Wow, còn có cái rương nữa. Ai, Lucy mở luôn nha mấy bạn. Được đồng tiền à. Không có được túi ba gan gì hết trơn. À, bây giờ mình tìm đường để mình đi lên đã. Ý, có chỗ cầu tuột nè. Yeah, mình lên được rồi. Để xem mình sẽ gặp ai đây. Ui, mấy bạn biết ai không vậy? Lucy biết rồi đó nha. Tại vì Lucy đã từng coi cái phim Toy Story rồi. Ôi, ai đây? Đồ chơi mới được mua hả? À, mình biết nè. Đây là cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear. Ôi, sao biết hay vậy? Ê, khoan đã. Bạn này nhìn không giống búp bê lắm nha. Đâu phải đồ chơi. Đúng rồi, mình là Lucy. Có kênh YouTube là Lucy Channel. Mình không phải đồ chơi đâu. Ôi, mà chuyện đó giờ không có quan trọng. Ôi, mình đang buồn lắm. Chuyện gì vậy? Hãy nói cho Lucy biết đi. Lucy sẵn sàng giúp đỡ. Ôi, Lucy biết rồi đó. Buzz Lightyear là cảnh sát vũ trụ. Hôm qua đang làm nhiệm vụ giải cứu cực kỳ quan trọng luôn. Thì đột nhiên... Ôi, cảnh sát, có sao không vậy? Nè nè, cảnh sát. Ôi, nó lại xảy ra nữa hả Lucy? Cái gì mà xảy ra nữa? Cảnh sát nói Lucy không hiểu gì hết trơn á. Binh của mình gần hết rồi, nên sẽ có lúc tự nhiên nói không có rõ nữa. Cái bóng đèn đồ chơi để giả tia laser cũng bắn không được. À, Lucy hiểu rồi. Bây giờ cảnh sát ở đây đi, để Lucy đi tìm binh mới để thay cho. Thay binh xong là cảnh sát sẽ trở lại bình thường liền à. Ôi hay quá vậy. Cô chủ chơi đồ chơi nhưng mà không có nhớ thay binh đâu. Nhưng mà mấy cái cục binh mới á, để vòng vòng ở đâu trong phòng này nè. Ôi, muốn nói nhiều hơn nữa mà nói không có được. Thôi, Lucy hiểu rồi. Cảnh sát không cần nói nữa đâu. Để Lucy đi tìm binh cho. Các bạn ơi, các bạn có biết cảnh sát vũ trụ này không? Trong phim câu chuyện đồ chơi Toy Story đó, có nhân vật là Buzz Lightyear này nè. Đây á, là một đồ chơi chạy bằng binh và là cảnh sát vũ trụ. Bởi vậy nên luôn mặc bộ đồ phi hành gia nè. Giờ Lucy phải đi tìm hai cục binh mới đủ cho món đồ chơi cảnh sát vũ trụ này đó.
Hay, bây giờ Lucy bị biến thành tí hon rồi, nên cái việc mà chạy khắp căn phòng để tìm binh là cũng là khó khăn lắm đây nè. Chạy hết cái phòng này chắc Lucy rớt cái chân ra luôn quá, vì mỏi đó. Hay, thôi mà lỡ hứa giúp rồi, nên để Lucy đi tìm đã. Nãy giờ Lucy mới có tìm đường để đi xuống đó thôi á, mà nó cũng lâu nè. Ý, thấy được viên binh rồi nè, được một viên rồi. Còn một viên nữa ở đâu ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn tìm phụ với Lucy đi. Giờ Lucy đi tìm binh không đã khó khăn rồi đó. Rồi bây giờ không biết một viên binh nữa ở đâu ta. Mình đi tìm hoài không thấy nè. Trời, cái tàu lửa đồ chơi nè, nó bự gần bằng Lucy luôn nè mấy bạn. Hay. Rồi bây giờ đi tìm thôi, phải chạy quanh quẩn hết cái phòng này mới được. Ý, ngay chỗ bức tranh luôn. Trời ơi, nó nằm ở cái chỗ mà mình khó nhìn nhất luôn nè. Ơi, cảnh sát vũ trụ ơi, tìm đủ rồi nè. Đưa đây Lucy gắn cho. Đủ rồi hả? Yeah, được hai cục binh luôn. Ai Lucy gắn vô lưng cho nè, hy vọng nó sẽ chạy tốt. Ủa, sao vẫn chưa nói rõ ta? Chắc bị lỏng binh rồi. Để Lucy chỉnh qua trái, có nút công tắc nữa nè. Rồi, bấm. Hajimemashite. Watashi wa Bird Line Zia desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Hả hả? Có gì đó không đúng á? Sao tự nhiên lại nói tiếng Nhật vậy? Để mình chỉnh qua bên phải thử. Ôi đúng rồi, cảm ơn Lucy nha. Giờ mình đã thấy bình thường trở lại rồi nè. Ủa, vậy hồi nãy á, cảnh sát muốn nói gì với Lucy vậy? Giờ nói tiếp đi. À, chuyện là vậy, cô chủ nhỏ của bọn mình á đã đi du lịch với ba mẹ rồi. Giờ trong phòng này á chỉ có một mình với lại Woody thôi. Và đang làm một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng lại gặp một vấn đề. Thôi quên đi. Cuối cùng là Woody đã bị hất văng ra ngoài cửa sổ khi đang đi thực hiện nhiệm vụ. Hả? Vậy là búp bê Woody bị rớt ra ngoài cửa sổ luôn hả? Vậy thì bây giờ mình phải đi lượm vô chứ không con chó hàng xóm mà nó thấy nó ngậm đi mất tiêu luôn á. Ôi mình biết vậy nhưng mà đã cố gắng giúp rồi, nhưng cửa sổ đã bị đóng và khóa lại luôn rồi. Mình đang tìm cách khác thì bỗng nhiên lúc đó pin của mình nó yếu xuống, nên mình không có thể giúp được gì hết trơn. Vậy kế hoạch giải cứu búp bê Woody của cảnh sát là sao? Kể Lucy nghe với. Thì nè, mình định á sẽ lái một chiếc xe và phóng lên trên đường đua để cho nó đụng vô cái chốt cửa để cửa sổ mở ra. Thì lúc này Woody sẽ chui vô phòng lại được. À, xe đua và đường đua là đồ chơi trong phòng này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng hiện tại thì cái đường đua còn thiếu tới 10 mảnh ghép nữa lận. Lucy có thể giúp cho mình được không? À, Lucy hiểu rồi. Vậy giờ để Lucy đi tìm 10 mảnh ghép gỗ để ghép lại thành đường đua nha. Ôi Lucy thiệt là tốt bụng mà. Rồi ở đây đợi đi, để Lucy đi tìm cho. Ôi, Lucy lại tiếp tục leo xuống dưới đất đây. Không hiểu sao á, cảnh sát không chịu đứng dưới này đi mà cứ phải đứng ở trển hoài. Cứ Lucy chạy lên chạy xuống thở xì khói luôn à. Ui đây nè, những cái mảnh gỗ này là để ghép với đường đua nè. Đó, cái chỗ này bị rớt ra đó. Rồi lượm được 3 miếng. Ui, đây cũng là một cái khớp nữa nè. Cái khớp này để ghép những cái mảnh gỗ lại với nhau đó. Rồi, lấy thêm luôn. Rồi, đây nữa. Mới được có 7, còn thiếu 3 nữa lận. Đâu ta, mấy bạn ơi, tìm phụ Lucy đi. À, đây nữa nè, thêm một cái mảnh gỗ nữa. Rồi, còn một cái cuối cùng nữa thôi. Trời, thường mấy cái cuối cùng khó kiếm lắm nha mấy bạn. Giờ không biết nó ở đâu rồi ta. Đâu rồi. Ui, không thấy luôn. Các bạn nhớ nhấn nút like, yêu thích video này và đăng ký thành viên kênh Lucy Channel nha. Chứ Lucy chơi cái game này cực khổ lắm luôn á. Nó toàn là nó nói chuyện bằng tiếng Anh và giao nhiệm vụ không à. Nên Lucy á hả, phải suy nghĩ dữ lắm luôn á. Rồi mấy bạn nhớ đăng ký thành viên để cho Lucy có động lực để làm tiếp video này nữa nha.
tìm được cái mảnh cuối cùng rồi nè. Chắc nhờ mấy bạn vừa đăng ký thành viên và nhấn nút like yêu thích video này đó. Cảm ơn mấy bạn nha. Nó nằm ở trong góc này mà biểu sao kiếm cho được. Thôi đủ rồi. Bây giờ mình phải lên mình báo cho cảnh sát vũ trụ đã. Cứ đứng trên cao này mình chạy lên nhìn xuống mệt quá. Đây đủ rồi nè cảnh sát vũ trụ ơi. Wow, Lucy tìm nhanh dữ vậy hả? Hay quá hay quá. Ôi đúng là đủ 10 cái luôn rồi nè. Vậy bây giờ tụi mình cùng gắn đường đua với nhau đi. Nhưng mà sao Lucy thấy là hình như chưa có đủ độ cao hay sao á? Làm sao nó chưa có cao để lên tới được cửa sổ đâu? Đâu đâu, để cho mình suy nghĩ coi. À mình biết rồi. Mình sẽ dùng thêm tấm thảm thực vật để nâng lên. Thảm thực vật là gì? Là mấy cái cây xếp lại hả? Đúng rồi, có 5 cây xương rồng phép thuật nằm khắp nơi trong phòng này nè. Mình dùng nó đi. Hả? Cây xương rồng phép thuật hả? Lạ quá à, lần đầu tiên Lucy mới nghe đó. À, đó là món đồ chơi mà cô chủ được tặng hôm sinh nhật nè. Khi mình tưới nước cho nó thì nó sẽ tự động cao to thêm đó. Ồ, đồ chơi hay quá vậy. Bởi vậy, mình sẽ để nó dưới đường đua rồi tưới nước lên. Lúc đó, đường đua sẽ được nâng cao lên thêm một khúc nữa. Nhưng mà, như mình á, là đồ chơi chạy bằng binh. Nếu mà đụng nước sẽ bị chạm mạch và hư liền à. Vậy làm sao mà cảnh sát đi lấy nước để tưới cây xương rồng được đây? Ôi cảnh sát đừng lo, để Lucy giúp cho. Lucy là con người mà, nên dù có ướt nước cũng không có sao đó. Ôi Lucy thiệt là tốt bụng mà. Vậy nhờ Lucy làm giúp nha. Thôi được rồi, được rồi. Lucy làm thêm đây. Bây giờ để coi có bao nhiêu cây xương rồng đây. Tổng cộng có 5 cây xương rồng á Lucy ơi. Ồ vậy hả? Cái đồ chơi xương rồng á mấy bạn. Lucy mới lượm được một cái nè. Còn đâu nữa ta? Nó là cây xương rồng phép thuật. Cảnh sát nói vậy đó. Đây đây đây. Đây đây, đây nó nè. Đây là lúc nó còn nhỏ. Rồi khi mình tưới nước vô thì nó mới biến thành khổng lồ được. Bởi vậy cảnh sát mới gọi là cây xương rồng có phép thuật. Nhưng mà Lucy hiểu nguyên tắc mà. Đây là đồ chơi thôi. Nó có hiệu ứng á, khi mà mình tưới nước lên thì tự động nó phình to ra. Chứ đâu có phép thuật nào đâu. Thôi được 4 cái rồi. Còn một cái cuối cùng nữa thôi à. Cố lên, cố lên. Yeah, đủ rồi. Đủ rồi hả Lucy? Vậy bây giờ mình đặt nó ở phía dưới những cái đường đua đi. Rồi cái này đang thấp nè. Mình phải nâng nó lên để cao bằng cái đoạn kia thì nó mới kết nối được cái đường đua chứ. Rồi đặt 2 cái ở đây. Đó, để khi nó cao lớn nó sẽ đẩy lên. Rồi còn ở đâu nữa ta? Đây đây, đường đua bên này nữa nè. Thấp lúc à. Hồi nãy Lucy ráp lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ở đây luôn. Một cái, hai cái. Rồi. Còn một cái ở đây nữa. À nó bị tuột xuống dưới nè. Mình phải nâng nó lên. Rồi đủ 5 cái rồi. Rồi được rồi nha cảnh sát vũ trụ ơi. Vậy thì Lucy hãy tưới nước đi. Rồi coi nó biến thành siêu khổng lồ nè. Vậy hả? Đâu đâu đâu. Ôi mấy bạn ơi chuẩn bị nha. Nhìn nè nhìn nè. Ôi mấy bạn chuẩn bị xem điều kỳ diệu xảy ra nha. Wow, Lucy vừa tưới nước cái nó biến thành khổng lồ luôn nè. Hay vậy ta. Đúng là đồ chơi này xịn nha. Ngoài đời vẫn có cái đồ chơi này nha mấy bạn. Có thiệt đó chứ không phải chỉ trong cái game này đâu. Ủa sau này nó không biến thành khổng lồ. À bị lắc game thôi. Rồi tưới thêm. Wow cái đồ chơi này. Cái cây xương rồng nó bự. Và nó có đôi mắt luôn kìa. Có đôi mắt cái miệng nữa chứ. Ủa sao bên này nó vẫn chưa được? Hay là do Lucy tưới thấp quá nó không hiểu ta? Đâu đâu tưới lại coi. À được rồi kìa. Wow những em xương rồng thật là dễ thương. Thôi mình phải báo tin mừng này cho cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear biết thôi. Cảnh sát vũ trụ, mọi việc đã xong hết rồi. Ui, thật không? Thiệt mà, nhìn đi. Ồ đúng rồi, các đường đua đã được nối lại với nhau rồi kìa. Bây giờ chúng ta dùng cái xe này nè, rồi đặt lên đường đua, rồi đẩy nó. Hy vọng sau khi nó chạy trên đường đua thì nó có đủ sức để đẩy được cái chốt cửa văng ra. Là cái cửa sổ sẽ được mở à. Rồi Lucy hiểu rồi. Để bây giờ Lucy đi để cái xe này lên đường đua nha.
mình sẽ đẩy nó. Thì sau khi nó chạy lên cái đường đua này nè, nó lên dốc xuống dốc nè, nó sẽ tạo thành một cái lực thiệt là mạnh để nó bay thẳng ra cái cửa sổ ngay chỗ cái chốt cửa mấy bạn, để nó bật cái khóa cửa, để cái đó nó mở ra thì là cái cửa đã hết bị khóa. Ai, hy vọng là thành công nha. Rồi bắt đầu. Cố lên xe đua của ta, xe đua màu đỏ. Ồ, mấy bạn nhìn kìa, tụi nó đang tăng tốc lên. Yeah, yeah.